Xin chào các bạn học sinh lớp 8 Đối với các em thì việc tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của tam thức bậc 2 AX bình cộng mỹ cục C là bài toán vô cùng quen thuộc Và cách biến đổi thì chúng ta cũng đã biết Tuy nhiên nhiều bạn còn chưa biết cách sử dụng máy tính để đạt được cái kết quả nhanh và kiểm tra cái việc biến đổi của mình có chính xác hay không sau đây thầy hướng dẫn các em sử dụng máy tính cầm tay để giải quyết vấn đề này. Trước tiên thầy xem ví dụ tìm giá trị nhỏ nhất của A bằng x bình trừ hết cộng 3. Chúng ta sẽ làm như sau. Ta dùng máy tính này. Tất nhiên ở đây như các em là chúng ta phải dùng máy tính có đời từ 570 VN trở lên. Còn những đời thấp hơn thì không có chức năng này. Chúng ta sẽ vào chức năng giải phương trình bậc 2 mốp này 5 này 3 này xong ta nhập hệ số vào thì ở đây số A chính là bằng 1 1 bằng B bằng âm 2 âm 2 bằng C bằng 3 3 bằng 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 tiếp bằng tiếp như vậy máy sẽ ra là gì là x min bằng 1 x min bằng 1 x min bằng 1 và y min bằng 2 y bằng 2. x bằng 1 thì ta được cái gì? Ta sẽ được là chuyển vế về là x 1. Và từ đó, chúng ta sẽ biến đổi được a sẽ bằng x 1 bình cộng với giá trị của y là 2. Như vậy ta sẽ biến đổi được biểu thức a bằng x 1 tất cả bình phương cộng với 2. Thì việc biến đổi này chúng ta đã làm rất nhiều trong quá trình chúng ta thực hiện giải toán, vì vậy nên là thầy không hướng dẫn lại. Và từ đây thì giúp chúng ta kiểm tra được kết quả mình biết đổi có đúng hay không. Và dễ dàng thấy là a sẽ lớn bằng 2 dấu bằng xảy ra khi bằng một, như vậy nó phù hợp với kết quả mà chúng ta vừa mới tìm là giá trị nhỏ nhất của y là hai với x bằng một. Ta xem một ví dụ 2 tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức B bằng 2x bình trừ 2x trừ 1. Thì biểu thức này biến đổi khá khó. Cho nên quá trình biến đổi xong chúng ta dễ dẫn đến kết quả biến đổi là sai. Thế chúng ta sửm với tính như sau, chúng ta tiếp tục chơi nhập vào hệ số này, 2 bằng trừ -2 bằng trừ 1 bằng bằng như vậy sẽ được x1 x2 bằng tiếp x nhỏ nhất bằng 1 phần 2 như vậy ta có x bằng 1 phần 2 và y nhỏ nhất bằng âm 3 phần 2 vậy từ đó các em sẽ viết như thế nào thì chúng ta sẽ có được x bằng 1 phần 2 có nghĩa là chuyển vế được x trừ 1 phần 2 bằng 0 và do đó kết quả sẽ được là x trừ 1 phần 2 tất cả bình phương trừ đi 3 phần 2 Tuy nhiên ở đây chúng ta nhìn thấy là hệ số A của đa thức B là bằng 2 Do đó chúng ta phải viết như sau Sẽ bằng 2 nhân với x 1 2 tức là bình chứa 3 phần 2 Vậy ta có B viết được thành 2 nhân x chữ 1 phần 2 tức là bình trừ đi 3 phần 2 từ đây ta sẽ thấy là B sẽ lớn bằng âm 3 phần 2 Dấu bằng xảy ra khi x bằng 1 phần 2 Vậy giá trị nhỏ nhất của B là âm 3 phần 2 khi x bằng 1 phần 2. Chúng ta hãy về kiểm nghiệm lại kết quả biến đổi này bằng cách biến đổi thông thường. Ta xét ví dụ 3. Tìm giá trị lớn nhất. của C bằng trừ 3x bình cộng 2x trừ 1 Vậy thì ta làm thế nào? Chúng ta ấn này. Âm 3 bằng 2 bằng âm 1 bằng 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 nữa, bằng tiếp. Như vậy máy sẽ ra là x max của ta là bằng 1/3 và y max sẽ bằng âm 2 phần 3 Đấy. x bằng 1 phần 3 thì chúng ta thấy là sẽ viết được thành là gì là x trừ đi 1 phần 3 và sẽ biến đổi thành tất cả bình cộng với y mắc là âm 2 phần 3 và hệ số đây c bằng âm 3 vậy ta viết âm 3 vào đây như vậy chúng ta sửa biểu thức c sẽ biến đổi thành là âm 3 nhân với x trừ đi 1 phần 3 tất cả bình phương trừ 2 phần 3 và từ đây thì ta thấy biểu thức B C của mình sẽ nhỏ bằng âm 2 phần 3 và dấu bằng sẽ ra khi x bằng 1 phần 3 như vậy thì chúng ta thấy là cách làm rất dễ và nhanh cho chúng ta kết quả tổng quát như sau tổng quát với cái đa thức y bằng ax bình cộng bx cộng c trong đó a khác không thì nó xảy ra hai hợp một là với a lớn không thì lúc này chúng ta sẽ thấy giá trị nhỏ nhất đạt được và chúng ta sẽ biến đổi y như sau y nó sẽ bằng này a nhân với x trừ x min cộng với y min tức là bình cộng với y min và trường hợp hai là với a nhỏ hơn không thì chúng ta sẽ được là a sẽ bằng là x trừ x max tất cả bình cộng với y max trong đó x min y min x max max là kết quả chúng ta lấy ra từ máy tính cầm tay thì đây là một trong những ứng dụng mà ít bạn biết trong quá trình giải toán thầy rất mong chúng ta sẽ vận dụng tốt trong kỳ thi sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các lần tiếp theo.